Hương chào tất cả các con khối 7. Hôm nay chúng ta bước vào chủ đề cuối cùng của năm học 2020-2021. Chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề thu hoạch, bảo quản, chế biến và bảo vệ môi trường nguồn lợi thủy sản. Tất cả các con quan sát hình. Chúng ta có 3 hình. Chúng ta thấy các ngư dân họ đang làm gì đây? Họ đang thu hoạch. Vậy chúng ta có những phương pháp thu hoạch nào? Thứ nhất, đó là đánh tỉa thả bù. Vậy đánh tỉa thả bù là gì? Đánh tỉa thả bù có nghĩa là người ta thu hoạch những con đạt chuẩn. Sau đó người ta thả thêm con giống bù vào lượng cá đã thu hoạch. Đó, tụi quan sát. Chúng ta quan sát hình nói về phương pháp đánh tỉa thả bù. Chúng ta qua phương pháp thu hoạch thứ hai, đó là thu hoạch toàn bộ. Thu hoạch toàn bộ người ta làm những gì đây? Người ta sẽ tát cả ao thu hoạch triệt để sản phẩm. Và sau đó người ta chuẩn bị ao nuôi cho vụ sau. Các con quan sát. Chúng ta quan sát hình ngư dân họ đang thực hiện công việc thu hoạch toàn bộ. Chúng ta qua thứ hai, khi thu hoạch rồi những người nông dân họ sẽ làm những gì đây? Họ sẽ bảo quản những cái ngư sản mà người ta thu hoạch được. Mục đích của việc bảo quản là gì? Đó là hạn chế hao hụt về chất và lượng của sản phẩm. Các phương pháp bảo quản chúng ta quan sát. Thứ nhất là ướp muối. Con thấy là người ta ướp muối những con cá người ta đánh bắt lên đây. Thứ hai là người ta làm khô bằng cách là người ta phơi nắng hoặc là người ta sấy. Cái thứ ba là người ta làm lặc. Người ta lấy đá ướp hoặc là người ta bỏ vào những kho đông lạnh. Tất cả tụi con chú ý, để bảo quản tốt chúng ta phải lưu ý là phải đảm bảo chất lượng, với là tôm cá phải tươi và không bị nhiễm bệnh. Thứ hai, nơi bảo quản phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, nhiệt độ, độ ẩm. Rồi thứ ba, chúng ta tìm hiểu về chế biến. Mục đích của chế biến là gì? Đó là tăng giá trị sử dụng thực phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng của sản phẩm. Chúng ta theo dõi các phương pháp chế biến. Thứ nhất, đó là phương pháp thủ công. Chúng ta đang làm gì đây? Đó là người ta đang sản xuất nước mắm đó tụi con. Đây là người ta sản xuất dùng những con cá, ví dụ như là cá cơm chẳng hạn. Người ta sẽ ướp, người ta sẽ ủ và để ra nước mắm. Thứ hai là phương pháp công nghiệp. Con thấy nào là cá hộp nè, rồi chả giò, hải sản nè. Đó, chúng ta coi. Đó là phương pháp công nghiệp. Đây là cái sản phẩm đông lạnh. Rồi chúng ta qua phần 4, đó là bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Và ý nghĩa của bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản là gì? Chúng ta coi đây. Con thấy là ở địa phương tụi con, nước ở những khu vực nào bị ô nhiễm, thì ngay ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, chúng ta thấy là có những con kênh như là kênh Tân Hóa hoặc là kênh Nhiêu Lộc. Đó, chúng ta thấy là các cống rãnh, các ao tù, các nguồn nước ở gần nhà máy công nghiệp. Chúng ta thấy ha. Rồi môi trường nước bị ô nhiễm là do nguyên nhân nào gây ra? Đó là do nước thải công nghiệp từ các nhà máy, nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp và những người dân vô ý thức vứt rác bừa bãi. Vậy hậu quả môi trường nước bị ô nhiễm là gì? Con thấy đó là
cá chết hàng loạt. Vừa rồi ở kênh Nhiêu Lộc chúng ta thấy cá chép bị chết hàng loạt và gây ra mùi hôi thối, rồi ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng sống của con người. Vậy ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường đối với nghề thủy sản như thế nào? Chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất là ý nghĩa của nó phải để có sản phẩm sạch phục vụ đời sống con người. Thứ hai là để ngành chăn nuôi thủy sản phát triển bền vững, cung cấp nguyên liệu chế biến và xuất khẩu. Vậy chúng ta có những biện pháp bảo vệ môi trường nào? Thứ nhất, đó là các phương pháp xử lý nguồn nước. Thứ nhất là lắng lọc, người ta dùng hóa chất. Khi đang nuôi tôm cá, môi trường bị ô nhiễm là người ta ngừng cho ăn, bón phân, rồi tăng cường sục khí để tăng oxy cho nó, rồi tháo nước cũ, thêm nước sạch, rồi đánh bắt tôm cá để xử lý nguồn nước, rồi dùng hệ thống ao, bể chứa có thể tích từ 200 đến 1.000 mét khối để chứa nước. Sau 2 đến 3 ngày, các tạp chất lắng đọng ở phía đáy ao, nước sạch phần trên dùng để nuôi cá. Thầy thấy ở ngay dọc kênh ở Nhiêu Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, người ta có những cái máy tập thể dục rất là hay. Có nghĩa là khi người dân tập thể dục, người ta sẽ đạp xe đạp và ở dưới đó nó có bộ phận lọc nước giúp cho nước sạch hơn, giúp cho tôm cá sống ở dưới đó được có môi trường sạch sẽ hơn, tốt hơn. Rồi thứ hai là người ta phải quản lý, đó là ngăn cấm hủy hoại sinh cảnh đặc trưng, tức là người ta phải cấm những người họ tới câu cá một cách bất hợp pháp. Thứ hai là quy định nồng độ hóa chất, chất độc trong môi trường nước. Rồi thứ ba là người ta sử dụng phân hữu cơ đá ủ, phân vi sinh, thuốc trừ sâu hợp lý. Thứ ba là bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Chúng ta thấy là hiện trạng nguồn lợi thủy sản ở ta như thế nào? Đó là cá rất là nhiều, rất là phong phú và có nhiều loại cá quý hiếm. Ví dụ như ở những dòng sông Mekong ta có là cá hô, rồi là cá tra dầu, rồi cá lăng, vân vân. Và nguyên nhân ảnh hưởng tới môi trường thủy sản là: thứ nhất, khai thác với cường độ cao mang tính hủy diệt, người ta dùng điện, chất nổ, ngư cụ có mắc lưới nhỏ đánh bắt cả đàn cá bố mẹ. Thứ hai là phá hoại rừng đầu nguồn, làm xói mòn đất, gây lũ hạn hán, phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên, gây tổn thất đến nguồn lợi thủy sản. Thứ ba là đắp đập, ngăn sông, xây dựng hồ chứa, làm thay đổi chất lượng nước, làm giảm thành phần giống loài, làm mất bãi cá đẻ. Và cuối cùng là ô nhiễm môi trường nước do nước thải sinh hoạt, nước thải công nông nghiệp, dùng phân tươi, lạm dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu. Đó là những nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thủy sản. Vậy để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, người ta phải làm như thế nào? Người ta phải, thứ nhất, đó là tận dụng tối đa diện tích mặt nước. Thứ hai, đó là cải tiến và nâng cao các biện pháp kỹ thuật nuôi thủy sản. Thứ ba, nên chọn những giống mang lại hiệu quả kinh tế cao. Và cuối cùng, phải có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trước khi chúng ta kết thúc bài, chúng ta có ôn tập theo sơ đồ tư duy như sau về bảo vệ môi trường thủy sản. Tụi con nhớ về ý nghĩa như thế nào? Đó là để ngành chăn nuôi thủy sản phát triển bền vững, cung cấp nguyên liệu chế biến và xuất khẩu. Rồi thứ hai là để có sản phẩm sạch phục vụ đời sống con người. Và chúng ta có những cái một số biện pháp bảo vệ môi trường như sau. Thứ nhất là các phương pháp xử lý nguồn nước như là lắng, dùng hóa chất. Khi đang nuôi tôm cá, môi trường bị ô nhiễm, ta phải ngừng cho ăn để bón phân, tăng cường sục khí, tháo nước cũ, thêm nước sạch, đánh bắt tôm cá, xử lý nguồn nước. Thứ hai đó là quản lý. Thứ nhất là ngăn cấm hủy hoại sinh cảnh đặc trưng. Thứ hai là quy định nồng độ hóa chất, chất độc trong môi trường nước. Thứ ba là sử dụng phân hữu cơ đá ủ, phân vi sinh, thuốc trừ sâu hợp lý. Người ta phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản như sau. Thứ nhất là hiện trạng nguồn lợi thủy sản trong nước. Thứ hai là nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường thủy sản.
ảnh hưởng cái gì, đó là khai thác với cường độ cao, mang tính hủy diệt, phá hoại rừng đầu nguồn, đắp đập, ngăn sông, xây dựng hồ chứa, ô nhiễm môi trường nước. Cái thứ ba, để bảo vệ, người ta phải biết khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý. Các con thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các con có một mùa hè vui tươi và an toàn trong mùa dịch COVID. Cảm ơn tất cả các con.